nay mình trở lại cái bãi này mình đánh nữa. Bên đây là thuộc địa phận Cù Lao Tân Lộc, ở phía trên đó là gần bến đò qua Thượng Hưng qua đất liền qua Thăm Gơm á, đi từ đó bến đò đó xuống đến đây cũng cỡ vài trăm mét á. Nay mình đánh cá, đón cá nước lớn rồi coi nó có vô không, cá to to vô không. Cái bãi đây, bến đò Thượng Hưng trên đó, bãi này ngon lành không. Đây chắc mình dọn lại cái chỗ này, dọn lại chỗ đó, móc cái lỗ đó rồi. Này cũng vẫn là đánh thức ăn thôi, để mình móc lỗ coi. Đây để mình chọn mồi ơi, mồi của mình vẫn là mồi cũ thôi. Thức ăn cám viên nằm đi cho cái gô bỏ có xe nhuyễn ra trộn với nước, không có pha kem gì hết, chỉ có bài mồi một câu hoài tới mò một bài miếng nước à. Trộn lên lấy này em thả thính luôn à. Đó, cái lỗ trong trong đó mình cũng mới móc đó, để mình thả thính lên cục coi. Đó. Nghĩ coi cá lại không, còn này để mình trộn dẻo dẻo lên rồi mình câu. Đây trộn xong được cục mồi ơi, dẻo dẻo đây à, cũng thơm phức à. Mồi này cũng thơm lắm, không có tanh hôi chứ. Nên mình ra cần coi, nãy giờ mình thả thính như đó rồi cũng hơi đúng được với mấy phút rồi. Xuống cần nay tiếp tục đánh vòng vòng khu này coi, lỗ này câu thử coi có không có thì mình móc lỗ khác. Đục ha. Hôm trước rồi cũng có ra đây, cá thấy cũng có nhiều quá. Này trở lại đánh coi còn không. Mé sông cái mà. Đó, lòi ha. Lòi kìa. Lòi kìa, lòi kìa, lòi kìa. Lòi rồi, lòi, 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 nhịp, 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 nhịp. Đó, dịp dịp nhõng phao nè. Trời ơi, chết rồi, xuống cần này dính cả chiều người lớn. Lôi ngay dù 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 á. Thôi thả đi, thả lại. Ôi ôi lòi, lòi rút phao luôn á. Cá chiêm, cá chiêm. Ây, dính em nhỏ mới thả, quất lại em bự liền. Ngon không? Đây, còn tay nè thấy không? Quá à. Ngon lành, ngon lành. Tiếp tục giật giật không ạ à? Đó đó, giật giật không à. Cái gì đây, cái gì đây, vô phi. Đây vô phi dậy em. À, ngon ngon ngon. Thả lại.
nó kìa kìa kìa, kéo phao kìa, nó chạy vòng vòng kìa. Mày hả bử, mày hả bử, cà cha. Ồ, cà cha này cũng hai lạng, ngon không? Thả xuống ghía à? Cá nhỏ à, ghía. Con cá gì đây? Trời ơi, anh ghía, anh phá mồi. Lớn mà anh phá mồi. Thả anh đi. Mày chạy đâu, mày chạy đâu? Ôi trời, cá cha. Rồi, đây, được ngon không? Được em đây. Em này nè, nửa ký. Kẹt, kẹt, kẹt đây. Lôi, trời ơi, lôi. Lôi, 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 lôi. Trời ơi, lôi. Ôi, gục phi, gục phi. Đổ phi. Đó. Vô. Vô một cái ngón tay là gục phi chập bá cái miệng á. Đó. Hết hồn không? Bít cái bàn tay luôn nè, thấy không? Đó. Qua đã. Ôi ơi. Ôi ơi. Đòi liệt xuống hết viết. Cà cha. Cá này nhỏ quá, thả đi. Ghĩa lắc lắc nè, ghĩa lắc lắc nè. Ôi ôi, vậy dễ dữ vậy. Đó, có phi lai nè.
trời ơi cái rãnh nhịp hả mày. Ngon lành cành đào. Ghĩa nè, Gô Phi rồi. Thấy không? Rồi được con Gô Phi Lai nữa nè. À, con này được con cạp. Cá này không thấy nó bự, nó chỉ có cỡ vậy là to rồi. Nhịp. Ê ơi ơi Gô Phi. Quá xa Gô Phi rồi. Ôi ơi. Này. Hết thòng Gô Phi to. Ồ. Phi bằng tay hả không? Ồ, quá đã. Thả lại. À, thả xuống nó lôi kìa. Thả xuống nó lôi kìa. Gô Phi. Cá chim. Trời ơi, cá chim. Tưởng nó Gô Phi, lâu như Gô Phi vậy. Lôi nó chạy, dù á. Gan lôi kiểu Gô Phi. Đó. Rồi nó ăn dính như cành hàm rồi. Dính như hành hàm gỡ không ra luôn á. Không để gỡ rồi. Mày hả? Giật hả mày? Ủa Gô Phi mà đen dữ vậy? Ôi vậy ông mèn ơi. Vậy gì mà vậy dữ vậy? Với đội nè. Ôi ơi, sao chung vô đó. Âu ôi. Cá cha. Cá này cũng ngon to. Mày chạy đâu?
Ôi, con cá gì dữ vậy? Ôi ôi, có chim. Quá xa, có chim rồi. Ôi ôi. Đây. Hết hồn cho con cá chim thiệt chứ. Ôi ôi, bằng tay cầm không giáp nữa nè. Quá xa. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da. Quá xa. Tay cầm không giáp sao gỡ. Phải xè luôn á. Đó, ngồi đi gỡ rồi. Quá. Tiếp tục coi. Đó, 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 kéo. Kéo miết xuống. Kéo miết xuống. Lạng quá. Ôi ôi trời. Ôi 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 ôi. Quá xa ngô phi rồi. Ôi ôi, dậy. Dậy dậy hả em? Lên đây còn dậy gì nữa. Đây, hết hồn hình dung không? Đó, còn đâu nấy vậy không nè. Ồ, rồi. Quá ngon. Này, không đường chạy nè. Nó rồi, trời ơi. Mình lớn nè. Đó. Nhảy xuống đó luôn đi. Lôi nè, lôi nè. Cá chim. Ồ, ôi dính cá quá to đây. Ồ ơi. Ồ quá quá rộng rồi, quá ơi, khó cầm quá. Đây. Bá nè. Cái này vô trong gỡ coi. Đây, cầm bàm tay luôn. Đó. Đó, ghĩa nhịp nhịp á. Nó ghĩa nhịp nhịp nè. Ghĩa nhịp nhịp nè. Rồi đổi lãng. Ôi, cá gì làng dữ vậy mấy? Ôi ôi, con cá cha. Đây, cá cha đây, nghĩa là lạng thấy mê không? Đó. Ghĩa lắc lắc nè. Ghĩa lắc lắc. Thôi, ơi, cái gù phi. Cái gù biển. Cái này nó không có bự. Rồi lai lai này nó mới lớn, mới lớn. Rồi thả đi. Lôi, lôi. Nữa hả?
Ôi giấc này sao này không vậy? Rùa biển thì không vậy? Ăn cái bằng cái mỏ, ăn bằng cái trên cái chán, cá ăn trên cái chán. Lại gai. Ghĩa ghĩa lòi lòi. Ghĩa là lòi. Trời ơi. Ông nãy cũng ăn bằng cái chán, chán đậu con cá. Còn ông nãy cũng ăn bằng cái bụng. Ăn mồi bằng lượng bụng. Đó, biết thiệt chứ. Ăn mồi bằng lượng bụng nè. Gỡ ra thả ông chứ có bên lớn ăn gì. Nghĩ giật giật kìa. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu hả bử? Mày chạy đâu? Rồi những cây rảnh. Cây rảnh ngon lành. Đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Trời ơi. Con cá đang bằng cái lưng. Ba con rồi. Con ăn bằng cái bụng, con ăn bằng cái trên cái mỏ cho nên con ăn trên bằng cái lưng. Rồi, thả đi. Ghĩa lạng lạng kìa. Ghĩa lạng lạng kìa. Ôi dồi, con chim. Ô, wow. Quá sáng con chim. Ồ, bằng tay luôn nè. Ồ, quá sáng rồi. Ui, ui. Ừ, quá xa rồi nè, thôi khó gỡ quá. Đó, ngon không? Tiếp tục. Lôi nữa nè. Cái gì vậy? Trời ơi, cá rùa biển. Cái rùa biển bắt này ăn thử rồi ra sao. Thôi thu cần đi, hết mồi trộn rồi, lại cá cũng đủ ăn rồi, thôi về thôi, mai mốt mình đánh tiếp. Đây thành quả được nhiêu đây, quá xá một thùng cá luôn này, cỡ cũng cỡ 4 kg. Cá này cá to to không. Thôi mình kết thúc video đây luôn cả nhà ơi. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Chào bá, chào bá.